Máy bay Belarus rơi ở Nga và bốc cháy không ai sống sót. Chiếc máy bay vận tải Antonov AN-12 bốc cháy sau khi rơi xuống khu vực phía đông Siberia thuộc Nga hôm 3 tháng 11 khiến không ai trong khoang sống sót. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết máy bay Antonov AN-12 thuộc sở hữu của công ty Grodno Belarus xuất phát từ thành phố Yakutsk Nga. Theo báo cáo ban đầu, trong lúc hạ cánh, phi hành đoàn báo cáo rằng cần phải bay tiếp vòng thứ hai. Sau đó, máy bay bị mất liên lạc, tín hiệu từ màn hình radar cũng biến mất và tín hiệu cuối cùng được ghi nhận ở ngoại ô thành phố Irus thuộc vùng Siberia lúc 14 giờ 50 phút giờ địa phương. Theo hãng tin AP, máy bay được tìm thấy ở gần làng Pivovarika, cách Moscow khoảng 4.200 km về phía đông. Khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường, máy bay đang bốc cháy. Đoạn video từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ đang cố dập lửa với đèn đuốc sáng trưng trong điều kiện tuyết rơi hơn 110 người và khoảng 60 thiết bị tham gia hỗ trợ tại địa điểm máy bay rơi. Igor Kozep, thống đốc vùng Ikus của Nga cho biết, điều duy nhất chúng tôi có thể thấy là mọi người đều đã chết. Về số người thiệt mạng, một số phương tiện truyền thông như AP đưa tin 7 người gồm 3 người Bỉ, 2 người Nga cùng 2 người Ukraine, trong khi Reuters cho biết tất cả 9 người trên khoang máy bay đều thiệt mạng. Thống đốc tỉnh Ikus Igor Kozep cho biết hiện nhà chức trách đang kiểm tra lại cụ thể theo danh sách bay cũng như điều tra vụ việc. Nguyên nhân của vụ tai nạn trên được cho là lỗi kỹ thuật và điều kiện thời tiết kém. Reuters đưa tin, Ủy ban điều tra Nga thông báo điều tra theo hướng vi phạm các quy tắc bay an toàn. Các nhà chức trách Belarus cho biết máy bay được điều khiển bởi phi hành đoàn giàu kinh nghiệm và chiếc máy bay không chở bất kỳ hàng hóa nào. Máy bay Antonov AN-12 được sản xuất từ thời Liên Xô, hiện vẫn được sử dụng để phục vụ công tác vận tải quân sự và dân sự. Các tiêu chuẩn hàng không của Nga đã được cải thiện trong những năm gần đây, nhưng các vụ tai nạn đặc biệt liên quan đến các dòng máy bay cũ vẫn xảy ra. Hồi tháng 9 vừa qua, 6 người thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải AN-26 rơi bên ngoài thành phố Khabarovsk, vùng Viễn Đông Nga. Trước đó vào tháng 7, một chiếc AN-26 khác gặp nạn khi bay qua bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông khiến 28 người thiệt mạng.